Rồi, hello quý vị nhà đầu tư nha. Chào mừng anh chị đến với bản tin chứng khoán 5 phút buổi sáng hàng ngày. Tôi xin giới thiệu, tôi là Ngọc An ATV, tư vấn đầu tư tại công ty VBS, đồng thời cũng là thành viên của tổ tín hiệu Itumu tại câu lạc bộ ATV. Anh chị đang xem cái video ngắn này thì anh chị nhớ thả like, thả tim. Đồng thời anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh nha, vậy ha. Rồi, cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Thì phiên hôm qua là một phiên giao dịch mà với khối lượng thanh khoản thì cũng khá tương đương xem với cái phiên giao dịch trước đó, là phiên giao dịch của hôm thứ ba. Hai phiên gần đây thì khối lượng giao dịch của chúng ta có vẻ là thận trọng một xíu, và nhà đầu tư cũng khá sức thận trọng khi mà sát ngày đáo hạn phái sinh thì có thể là thường có những cái biến động mà bất ngờ mà chúng ta không thể lường trước được. Do đó mà dòng tiền cảm giác có vẻ là nó hơi e dè một xíu, hơi thận trọng một xíu. Xét về mặt điểm số thì phiên hôm qua là một phiên tăng điểm số rất là đẹp anh chị ha, rất là đẹp. Và tuy nhiên và dòng tiền tập trung chủ yếu là các cái cổ phiếu liên quan tới dòng ngân hàng và bất động sản, và một vài và cái nhóm hộ binh. Ví dụ chúng ta thấy ví dụ như STB là tăng được 4.4%, VBank là tăng 1.82%, rồi SHB thì giảm nhẹ thôi. Còn dòng chứng khoán thì có hai cổ phiếu mà nổi bật nhất, đó là con VX là tăng tới gần 6.5%, VND là 0.95%. Còn về bất động sản thì các cổ phiếu mà lâu kéo được dòng tiền tốt, đó là cổ phiếu SEL, cổ phiếu DSG, cổ phiếu DG. Ví dụ DG là tăng 4%, còn DSG là 1.72%. Còn ngược lại thì Novaland thì giảm nhẹ. Còn trên sàn HNX thì chúng ta thấy được rằng đó là con SEL tăng 8.12%. Và dòng chứng khoán của bên sàn HNX thì có SHS là tăng 0.6%. Ngoài ra còn có bất động sản thì cũng có L14 cũng tăng khá là tốt trong phiên hôm qua. Tuy nhiên thì nhìn cả hai sàn, ba sàn upcom luôn, thì chúng ta thấy được rằng là số lượng cổ phiếu tăng á thì nó ít hơn cổ phiếu giảm. Trên sàn HOSE thì tăng chỉ có là 217 cổ phiếu tăng thôi, còn giảm là 243 cổ phiếu giảm, chứng tỏ là cổ phiếu đỏ giảm nó nhiều hơn cổ phiếu xanh. Và điều này chứng tỏ một điều là tiền tập trung hầu hết các cổ phiếu blue chip, và chỉ số tăng là nhờ kéo các cổ phiếu vốn hóa lớn đó. Do đó mà mặc dù là chỉ số mà tăng á, thì anh chị chúng ta thấy được rằng là danh mục của chúng ta nhiều nhà đầu tư sẽ đỏ đỏ mặc dù chỉ số tăng, đó là điều mà chúng ta hết sức lưu ý. Cũng là điều dễ hiểu thôi, tại vì sát cái ngày đáo hạn phái sinh thì chỉ số VN30 thường thường nó sẽ được kéo lên hoặc là được neo neo giá để mà chốt cái để ngày đáo hạn phái sinh sẽ chốt được cái hợp đồng lon sao cho được giá cao nhất. Và hôm nay là một hôm phiên mà phái sinh sẽ được đáo hạn là ngày 17 tháng 8 2023, thì qua phiên ngày mai là phiên thứ sáu thì chúng ta sẽ có những cái có thể là trạng thái Delta nó sẽ trở về một trạng thái bình thường đó, chị lưu ý nha. Rồi, hôm qua thì VN chúng ta đã được đóng nến là cao nhất trong phiên vậy ha, đóng nến cao nhất trong phiên và cũng là cao nhất so với cái đỉnh gần nhất là ngày 10, ngày 8 tháng 8. Thì VN-Delta đã đóng nến vượt đỉnh rồi, vượt qua cái đỉnh này rồi, vượt đỉnh nhẹ một xíu thôi anh chị ha, vượt đỉnh một xíu rồi thì vẫn là tính vượt đỉnh đó. Tại vì cái đỉnh gần nhất của chúng ta ở phiên ngày 8 tháng 8 là đâu đó là 1246.22, còn cái đỉnh cao nhất của phiên hôm qua là 1243.48. Như vậy chúng ta đã đóng nến lợi cao nhất trong phiên rồi nha, đóng nến cao trước trong phiên cũng như là đóng nến cao nhất trong vòng mấy tháng gần đây, đã vượt qua cái đỉnh gần nhất rồi. Về khối lượng chúng ta thấy được là khối lượng trong phiên hôm qua có sự gia tăng so với phiên trước đó, tăng nhẹ thôi. Và điều mà điều mà Ngọc An quan tâm nhất trong thời điểm hiện tại chính là cái khối lượng nghe ha, điều khối lượng. Và nếu mà thị trường chúng ta nó loanh quanh khu vực mà vùng đỉnh như vậy mà khối lượng không có sự sụt giảm, không có sự biến động quá mạnh mà tích lũy tốt, duy trì khối lượng tầm khoảng 900 triệu đến 1 tỷ cổ phiếu
thì cơ hội để thị trường chúng ta tiếp tục bứt phá đi lên là khá là cao. Vậy ha, nếu dòng tiền mà tiếp tục duy trì ổn định như vậy, mà nhà đầu tư dòng tiền nó không có sự suy giảm mà tiếp tục được đưa vào, thì sau một quá trình tích lũy ngay cái vùng đỉnh này thì VN Delta có khả năng tiếp tục đi lên. Do đó nếu mà anh chị nào mà với một cái tỷ trọng tiền trong tài khoản lớn an toàn rồi, thì đối với trong quá trình mà VN Delta nó đang tích lũy như vậy thì chúng ta vẫn có thể lựa chọn các cổ phiếu mà tích lũy tốt ở một cái vùng nền tốt, thì chúng ta vẫn có thể tham gia mua thăm dò dần, tránh cái trường hợp là VN chúng ta nó tăng lên nữa mà chúng ta không có cổ phiếu để chúng ta tham gia, thì chúng ta rất dễ hay gây trường hợp là FOMO và cái tâm lý của chúng ta nó hơi bị căng cứng nha. Khi mà tham gia thị trường chứng khoán mà cái tâm lý chúng ta nó căng cứng ngầu ngoài liên tục thì chúng ta sẽ không bắt nhịp được thị trường thì rất dễ những cái sai lầm trên thị trường chứng khoán này. Anh chị lưu ý nha. Tuy nhiên thì rủi ro thì vẫn có, rủi ro vẫn có. Nếu mà VN chúng ta nó gãy cái mốc 1210 này thì nó sẽ làm cho thị trường chúng ta nó mất cái nền tích lũy vậy ha, mất cái nền tích lũy, thì khi đó xác suất mà VN chúng ta nó rơi về các cái mốc hỗ trợ bên dưới là khá là cao. Do đó mà chúng ta hãy lưu ý các cái mốc hỗ trợ và kháng cự để sau này chúng ta có những cái hành động sao cho hợp lý, và hỗ trợ gần nhất của chúng ta chính là 1210 cái vùng đó, cộng trừ 0.2 0.3 điểm gì đấy nha. Còn cái đỉnh bây giờ là thị trường chúng ta đang uptrend rồi, thì chúng ta hãy quan sát cái dòng tiền đối với những chị muốn mua mới hay là những chị mà đang nắm giữ cổ phiếu cũng vậy, cũng quan sát xem dòng tiền của VN chúng ta toàn thị trường nó có sụt giảm hay không. Nếu tiếp tục duy trì thanh khoản, tiếp tục duy trì tầm 900 đến 1 tỷ cổ phiếu mà nó không giảm nữa, điểm số cũng không giảm nữa, tích lũy tốt, thì khi mà khối lượng giao dịch bắt đầu có sự gia tăng trở lại trên 1 tỷ, tỷ 1, tỷ 2 thì điểm số của chúng ta sẽ tiếp tục nó chinh phục các cái mốc cao hơn, có thể là lên 1080 hoặc là 1003 anh vậy ha. Và theo quan sát về dòng tiền, theo quan sát về cái nhóm ngành thì hiện tại đó là có ba cái nhóm ngành mà chúng ta cần quan tâm trong hiện tại, đó là cái nhóm chứng khoán, thứ hai là nhóm bất động sản, và nhóm ba là nhóm thép. Thì trong ba cái nhóm này thì ông An chú ý và tập trung nhiều nhất vào cái nhóm bất động sản anh vậy ha, tại vì cái nhóm này hiện tại nó chưa có tăng nhiều và cái tính đầu cơ của nó rất rất là cao, đặc biệt là những tháng cuối năm. Những tháng cuối năm thường thường lịch sử là cái nhóm bất động sản có cái dòng tiền và có cái nhịp sóng rất là tốt trong các tháng cuối năm. Lịch sử là 2021, 2020 cũng vậy, đều có những con sóng cuối năm của nhóm bất động sản và rất rất là lớn vậy ha, cái dài từ từ 3 đến 7 tháng để trước khi đã kết thúc một cái nhịp tăng, và có thể cổ phiếu nó tăng đâu đó là nhân 2, nhân 3, có cổ phiếu tăng nhân 4 lần anh chị ha, chỉ trong vòng 3 đến 7 tháng như vậy. Điều chúng ta thấy rất, và điều bằng chứng nó thấy được rằng trong nhịp gần đây thì chúng ta thấy được rằng ví dụ con DIT này, DG hoặc là sale đều tăng rất là tốt anh chị ha, thì đó chứng tỏ dòng tiền nó đang tập trung rất nhiều vào nhóm bất động sản. Các cái nhóm cổ phiếu khác nó vẫn tăng nhưng mà so với cái sức mạnh và tính đầu cơ và cái biên độ tăng giá này nó không nhiều. Vẫn giống như là nó làm nền cho bất động sản thể hiện lên vậy ha, làm nền cho bất động sản thể hiện thôi. Rồi ok, thì sáng nay Ngọc An sẽ làm video ngắn như vậy thôi để tổng hợp cho anh chị đánh giá được dòng tiền nó nằm ở đâu, rồi thị trường chúng ta nó có những rủi ro như thế nào, cơ hội như thế nào vậy ha. Rồi để có thêm cái thông tin chi tiết về góc nhìn về nhóm ngành, về các cổ phiếu mà có tiềm năng trong các tháng tới thì anh chị vui lòng quét QR code trên màn hình để tham gia vào room mở. QR code góc phải nha, có logo của ITB á, ra room mở. Còn đặc biệt nữa, anh chị nào mong muốn tìm một người đồng hành hỗ trợ với nhau trên con đường đầu tư tài chính này, trên con đường đầu tư chứng khoán này, thì Ngọc An, anh chị liên hệ với Ngọc An theo thông tin trên màn hình, là số điện thoại của Zalo của Ngọc An là 0985 747475. ID của Ngọc An tại VBS là BBRF. Anh chị muốn mở tài khoản mới thì chúng ta có thể quét QR code bên góc phải bên dưới màn hình để chúng ta mở tài khoản gắn ID của Ngọc An BBRF luôn. Đó, thì Ngọc An sẽ đưa anh chị vào trong cái room VIP, room nhận lệnh, và sẽ hỗ trợ chăm sóc cho anh chị một một. Đó. Rồi, rất hân hạnh được hợp tác với anh chị trong thời gian tới. Bye bye cả nhà, chúc anh chị một ngày làm việc hiệu quả và thể gặp nhiều may mắn trong dịch và thành công trên con đường đầu tư tài chính này.
Bye bye cả nhà.